Ngày 28 tháng 1, hàng ngàn người dân đã đến xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam xem nông dân đóng vai vua xuống ruộng đi cày đầu năm trong lễ hội Tịch Điền Đội Sơn năm 2023. Theo sử sách, lễ hội Tịch Điền bắt nguồn từ khi vua Lê Đại Hành về chân núi Đội làm lễ Tịch Điền cày ruộng đầu tiên trong lịch sử Việt Nam vào mùa xuân năm Đinh Thợi niên hiệu Thiên Phúc thứ 7, tức năm 987. Kể từ đó, lễ hội Tịch Điền trở thành một mỹ tục được các triều đại về sau thực hiện một cách trang trọng, thành kính. Không chỉ cầu mong cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, lễ hội Tịch Điền Đội Sơn còn hướng đến khơi dậy tình cảm gắn bó, tình yêu lao động của người dân đối với mảnh đất, quê hương và giáo dục truyền thống văn hóa dân tộc cho thế hệ trẻ.